Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Bây giờ lại với series sau bạc trưa nay thì mình sẽ tiếp tục sao cho các bạn thôi, sao cho nhanh hết cái kỳ 1 này để mình có thể đăng status kỳ 2. Và mong là anh em có thể tham gia nhiệt tình cùng mình ở trong cái kỳ 2. Còn bây giờ thì về cái vấn đề đầu tiên thì chúc anh em buổi trưa mát mẻ là điều tất nhiên không thể nào thiếu rồi. 501 anh em của mình hãy có buổi trưa thật là mát mẻ nha. Xem video của mình thì đừng quên like ủng hộ mình cũng như là nhấn subscribe đăng ký kênh. Và tất nhiên thì không thể thiếu đó là các bạn hãy click quảng cáo ủng hộ cho mình những gói mì hảo hảo thơm ngon. Nói chung là đầy đủ các thứ là like nè, rồi like, subscribe như là click quảng cáo đó, ba cái đó là quan trọng thì không thể thiếu được. Hai bạn đầu tiên mình sau là bạn Plan Đức với avatar là có một cái dòng chữ và một người đang đứng ở bờ sông hả. Còn hình bìa là rất là nhiều người luôn, chắc là nhóm của bạn hay lớp của bạn gì đấy. Rồi giờ sau cho bạn thôi, Plan Đức. Ok, vậy là bạn Plan Đức này bạn ấy chưa có gửi ạc cho mình nè, chưa có nhắn tin cho mình hết luôn. Ui giời, mấy cái bạn mở đầu clip đã vậy rồi. Thôi không sao, cứ bỏ qua đi, bạn nào chưa gửi thì đành phải chịu thôi. Bạn Phạm Đức Hoàng, rồi avatar chắc là bạn á, còn hình bìa là vui tặc băng mũ rơm. Rồi giờ bạn Phạm Đức Hoàng này mình sau nha. Ok, mình đã quay trở lại đây thì bạn Phạm Đức Hoàng có gửi ạc cho mình rất là nhiều, gửi tới 3-4 cái luôn, nhưng mà mình đăng nhập thì không được cái nào cả, rất là sầu đời đấy. Thế này thì chơi bời gì đây. Mình đây là bạn Phạm Đức Hoàng và bạn Plan Đức, hai bạn đầu tiên mình sau giờ không được. Mong ở kỳ 2 thì các bạn sẽ gửi nick cho mình hoặc là chính xác rồi mình sau nha. Bây giờ bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Anh Hùng với hình đại diện là bạn ấy với một người anh gái, còn hình bây giờ là Lee Sin trong Liên Minh. Rồi ok, giờ vào xem có không mình sau cho bạn này. Ok, vậy là bạn Nguyễn Anh Hùng này cũng chưa có gửi với mình luôn. Ui trời, sao hôm nay đen vậy. Ba bạn đầu tiên là đã thất bại rồi đó. Rồi ok, tuyệt vời ông mặt trời. Bạn tiếp theo là bạn Nhân Nguyễn Thành. Rồi avatar của bạn là hình như đang giữ tiệc tùng gì đó. Rồi hai người đang giữ tiệc tùng gì đó. À, giờ mình sau cho bạn nha, nếu có ạc mình sẽ sau, còn không có nữa là bốn người không có sau được. Ok, nick của bạn Nhân Nguyễn Thành mình đã đăng nhập thành công rồi, cuối cùng thì cũng có một nick thành công, tiếc là cấp hơi nhỏ thôi. Nick của bạn cấp 92, lực chiến là 390k. rồi số tiền nạp vào thì chưa có nạp tiền vào cho nên vẫn chưa lên được VIP 1 nữa. Giờ chỉ cần nạp này phải nói là 1.000 nữa thôi, chỉ cần 1.000 thôi là lên được VIP 1 rồi. Rồi nhưng mà bạn ấy cũng có ui đó, bạn nạp được 90 vàng rồi nè. 90 vàng tức là 9.000 hả? 9.000 thì sao mà nạp được. Ui vấn đề là sao bạn lại có con vịt này hay nha, chắc là quay được hoạt động hay gì đó mới được thôi, chứ chưa có nạp tiền thì không thể nào mà con bét này có được nhờ vào cách nạp tiền được. Ok, chắc chắn mình theo mình nghĩ thì chỉ được con một con vịt sắt thôi, chứ ngoài ra không có bét gì nữa đâu đó. Đúng như mình nghĩ, chỉ có một mình con vịt sắt rồi thôi. Về đồng đội của bạn thì nhân vật chính cũng rèn được cái nón với lại cái BB. Rồi vũ khí thì đang còn xài vũ khí 75. Rồi thời trang thì có thời trang sương mù giống như thời trang của Smoker, một bộ thời trang duy nhất thôi. Dẫn con tướng của bạn chơi thì bao gồm nhân vật chính nè, Nami nè, Usopp thì bạn ấy rèn được cái vũ khí. Ồ sao xài ngọc này nữa. Bây giờ thì phải xài ngọc phần trăm đi cho nó mạnh. Tiếp theo là bạn chơi Crocodile, bão cát sa mạc. Rồi với lại chấp bờ bấp nọ, chấp bờ này bấp nọ được rồi. Ok, về túi đồ của bạn thì có trái ác quỷ 6 sao chuồn chó. Rồi ok, rồi cá mập, cái này là cá rồi không nói. Rồi túi đồ thì vậy thôi, ạc này thì cấp hơi nhỏ cho nên mình thì sau ngắn gọn đơn giản thôi bạn thôi nhá. Rồi bạn Nhân Nguyễn Thanh á, giờ mình vào đấu trường đánh cho bạn trận nè. Cấp 92, trong đây thanh niên nhỏ nhất là cấp 90 hả. Giờ mình sẽ đánh với 90 nha. Trời ơi sao lắc thế nha, có cảm giác mạng nó hơi lắc quá, không đánh được luôn rồi. Lắc thế này sao chơi. Rồi thanh niên này là chiến nhiều ca, lực chiến là 384k là thua mình. Trời ơi, thua thì phải ăn hiếp ngay thôi bạn ơi, hiếp mi nó. Chạy đi, trời ơi bạn lắc quá thế này. Nãy mình mới vô hơi bị nhiều thứ cho nên giờ nó lắc quá, giờ phải biết làm sao đây. Lắc thế này thì sao mà sao được.
Ok, như vậy là trận chiến đã vào rồi. Tiếc là mình vừa hoàn thành thì thấy thua. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi tại sao mình thua. Rồi, vậy là Usopp cũng khá mạnh. Đam cây da được nửa cây máu luôn. Có vẻ như chắc do phòng thủ của mình yếu thôi. Theo mình nghĩ là vậy. Phòng thủ yếu cho nên mấy thanh niên bên đây đam cũng khá mạnh. Sao lại thua nhỉ? Đây, con Nami đó, chắc con Nami giảm nộ nhân vật chính của mình rồi. Ui giời, nhân vật chính trâu bò thiệt. Thế này thì sao mà chơi? Thôi thua. Ui thôi, trời là trời. Đây, mình cho nhân vật chính lên trên đối đầu với nó thì mới ăn được thôi. Nhưng mà thôi, được rồi. Sau cho bạn đơn giản thôi nha. Bây giờ mình sẽ đến với acc của bạn tiếp theo. Rồi, ok. Bạn tiếp theo là bạn Thắng Trần. Ui giời ơi, hình đại diện là gì mà sao không thấy gì hết vậy? Còn Avatar là nguyên lớp học của bạn luôn hả? Phải lớp học không? Này mặc áo dài rồi là phải lớp 10 trở lên. 10 trở lên ấy, là lớn rồi. Bạn này rất là lớn rồi. Ok, mình đang vào acc của bạn Thắng Trần chơi bên Hải Tặc Việt nha. Acc của bạn này chơi bên Hải Tặc Việt. Lập chiến là 3 triệu 6. VIP 12 và cấp 200 nha. Rồi. Tên nhân vật là Át Chuồng. Rồi, cái này mình thấy quen quen rồi, lúc trước mình có chơi Hải Tặc Việt thấy thấy cái mấy cái thanh niên chùm server tên này là giống như một đủ bộ Át Chuồng, Át Cơ đồ này nọ đó. Rồi, ăn này của bạn Thắng Trần, cấp 200 là chính là 3 triệu 6. Web này thì là một web lậu thôi, cho nên anh em không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Ui cái gì vậy? Luffy xuống ra. Mẹ ơi ghê thế. Dòng tuyệt chiêu sắp lên 4S rồi nè. Ui rồi đồ rèn thì rất là khủng khiếp luôn. Không cần phải nói. Trái tên lửa, trái ghi phin, trái gomu gomu. Rồi, đây là thanh niên rock. Thanh niên rock bạn ấy không chơi, bạn ấy dục không vậy đó. Hody. Đây là Rayleigh Sura hả? Ui dòng tuyệt chiêu cũng sắp lên 4S rồi nè. Ủa mà sao trác quỷ thiếu tà le, mà khí đồ cũng tùm lum hết đi. Chắc là cái này hả? Không biết thiếu cái gì nữa thôi, mình không dám lắp vào đâu. Ui má ơi, nhân vật chính nhìn ghê vãi. Trời ơi, dòng vật phẩm sắp lên 4S rồi nè. Trời ơi, nhìn đồ. Ui cái BB này nhìn đẹp thế. BB rèn 130 mà nhìn đẹp nhờ. Trái tuyết quái mà xanh lớn với lại trái miệng choáng. Ô cái trái miệng choáng à. Cái này mình nhìn giống cái trái phượng hoàng ở bên Dinh Mi chúng ta. Nó có tác dụng gì vậy? Sao nó không có. À đây rồi. Miệng hiệu ứng choáng từ các đòn tấn công của địch. Ghê nha. Đây là Sabo Sura hả? Sabo Sura các bạn ơi. Nói chung là của bạn này toàn là những con tướng Sura khủng khiếp không à. Đây là tuyết quái, đây là tên lửa. Rồi, nói chung ạc ghê quá. Toàn mấy con tướng tay to mặt bự không à. Rồi, đây là Nami Sura. Mặc dù hao chopper, Jinbei, sao bạn lại thừa thừa mấy cái này thấy ảo ảo thế nào? Shirase. Đây là Kishi Haki rồi, biết biết ngay mà. Nhìn nó to vãi cả trưởng ra. Ủa ai nữa ta? Đây là con Whiska, một con tướng búp nổ mà nó rất là tuyệt vời luôn. Ui bãi cũng có chơi luôn, hệ số phòng thủ bao trâu luôn. Ujitoza. Đây là Lao Sura rồi. Mirella cũng có chơi luôn. Ôi trời ơi bạn. Nói chung mặt của bạn mình thấy khá là ngon đấy. Mình đang rất là khoái nhân vật chính đây. Nhân vật chính nó mạnh quá. Thật ngon quá bạn ơi. Nói chung mình không còn lời nào để diễn tả cho dù là lậu nhưng mà cày cuốc lên được vậy thì cũng phải không dễ thế nào. Thẻ bài rất nhiều. Mấy cái rương này là rương gì đây mà quá trời luôn. Ok, danh hiệu rồi tùm lum hết. Nói chung là ui có trái cá mập xanh lớn rồi nè. Rồi, nhiều. Ui cái gì đấy? Tưởng vàng thợ săn. Trời ơi, túi đầy đồ luôn. Rồi, ok, trong kho cất giấu gì không? Trái của Marco hả? Trái miệng phong ấn trị liệu. Ủa bên cái web này mình thấy nó nhiều cái ảo diệu hơn. Cái trái này là trái của Marco này bạn, không tin các bạn có thể vào Marco các bạn coi. Cái trái này là trái của Marco ấy. Rồi, cái 7 sao quá trời trong này luôn. Ủa, nói chung ạc rất là ngon, hải tặc Việt mà. Ạc chạy là rất là ngon đúng không các bạn? Rồi, để mình vào chỗ Mirella coi có bạn còn tướng nào bí ẩn ở trong đây nữa không. Rồi, có vẻ như không có nha. Đây, Wadasumi bạn cũng có rồi, Ranfry cũng có rồi, Deken, Rizodin, Lizora, Tsurung. Nói chung là những con tướng này thì danh vọng của bạn đã đạt được hết rồi. Đây, mát danh vọng rồi các bạn. Danh vọng này chúng ta chỉ cần là
2.600 vạn thôi, nhưng mà bạn đã đạt tới 3.800 vạn rồi. Nếu web mà có ra cái con tướng nào mới mình nghĩ chắc bạn cũng có được rồi. Đấy, ok, cảm ơn bạn thắng trần rất là nhiều, một cái ạc rất là ngon. Mình sẽ đến với ạc tiếp theo nha. Ok, vậy là mình đã sao xong cho bạn thắng trần nha. Khai thật việc rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo, bạn Nguyễn Đình Tân. Avatar là ai, còn hình bìa là băng râu trắng. Rất là nhiều thành viên của băng râu trắng luôn. Mình ước gì mấy thành viên này có trong Vinh Mi để mình có thể test mấy cái con tướng này, mà không biết bao giờ mới ra được nữa. Chờ đợi chắc là lâu lắm. Ok, chào các bạn, mình đang có mặt tại web One Piece Đại Chiến, một web game mình cũng đã có làm clip cho các bạn rồi. Và ạc của bạn Nguyễn Đình Tân thì chơi bên web này, thì mình vào mình sau luôn. Đang cưỡi chó ba đầu nè các bạn, chó ba đầu trong Imperdown nhìn rất là hung hăng luôn. Rồi, giờ mình sau cho một cho bạn một số con tướng thôi, tại vì web này thì nó cũng không có gì cả. Đây là nhân vật chính, rồi cầm một cây, đây là cây mũi neo của thuyền hả. Nhưng đồng đội của bạn đang có là Lao nè, ai cũng có luôn nè, Luffy rồi Genji hết rồi, vậy là có nhiêu đó thôi hả? 1 2 3 4 bốn thành viên, với là nhân vật chính rồi là năm rồi, đó là những đồng đội của bạn. Bét cửa thì có chó bắt đầu nè, bây giờ mình thử đào đánh trận với bạn cho bạn coi nha, coi ạc của bạn nó như thế nào. Nick Robin hả, này chưa đủ cấp không đi được rồi. Ủa làm sao để vào cái thế giới mà đánh ta, mình đang tìm cái chỗ để đánh đây mà không có tàu hải tặc. One Bill, đây là báu vật hả, tứ hoàng rồi, mấy này chắc là xếp hạng. Lực chiến của nick này là 239k rồi, lần sau để đánh phó bạn đây, mấy cái này làm chưa đủ cấp sao đánh. Vượt Imperdown tầng 90 rồi, để mình vào đây mình đánh thử coi. Ồ, tiếp tục, mình sẽ tiếp tục. Ngay giờ thua quá, ui mẹ gì ghê vậy, để mình chỉnh cái màn hình nó to ra cho anh em thấy cho nó rõ. Đây là mình đang bước vào ngục Imperdown đây. Cái gì vậy, nguyên tố trong map vẫn chưa có hoàn thành à, đánh thằng này hả. Rồi anh em cùng xem skill của những đồng đội mà bạn đích bạn Nguyễn Đình Tân đang có nha, có Lao, ai với lại Luffy và Senji. Gì đây, boss thế giới có thể làm đồng đội, gameplay tướng tiến giai đạo cụ, nói chung rất là nhiều thứ. Game này mình vừa mới chơi thôi, mình cũng không có rành lắm. Này nhớ đi, ai sẽ là đối thủ của mình đây. Ui tụi cái gì đây, ủa đang hải quân không vậy, này thì ăn đấm đi, ăn chém đi, ăn đá đi, ăn đấm đi, ăn tất cả các thứ đi. Kỹ năng đầu tiên của nhân vật chính của mình là gì đây, rồi một cái vòng xoáy dưới chân và thiên thạch rơi xuống. Rồi thằng này thì chém, để mình coi kỹ năng nổ của thằng Lao được rồi, cho nó phê hay không, rùm riết đồ này nọ đi chứ. Mà chém gì vậy, chém cái gì vậy em, ui giời, sao không thấy nổ nha, mình đang muốn xem nổ cơ mà, trúng độc gì tè le. Rồi kỹ năng thứ hai, ui hồi máu, kỹ năng thứ hai là kỹ năng hồi máu, giờ có mất máu nhiều đâu hồi trời. Kỹ năng số 3 là hỏa chi liệp, tức là một skill tấn công. Rồi ai có nổ rồi, trời ơi, ui giời, toàn ghê ghê. Ồ cái này là chém hả, ôi mình cứ tưởng là tạo ra quả cầu rum thật là to chứ. Cái này thì mình thấy cũng mé mé giống như cái con kia mình đó, y chang. Nick của mình thì có Luffy với lại Senji rồi, cho nên hai skill này mình cũng biết rồi. Đây là skill thứ ba, wow, chỉ đánh được một đứa thôi à, skill thứ ba chỉ đánh được một đứa thôi. Skill thứ tiếp theo, thứ tư là giữ hợp chi vũ hai cấp. Rồi ai lại có nọ nữa à, sao đánh được hoài vậy? Ôi, chắc mà mình không có biết là mấy đứa này có sống được cái kỹ năng thứ năm không nữa. Rồi thằng này chết chắc rồi. Tiếp theo là nhân vật chính của mình sẽ dùng kỹ năng thứ tư nha. Rồi kỹ năng thứ tư là kỹ năng hồi máu à, vai mình muốn tấn công, mình không muốn hồi máu mà nó cứ hồi máu. Rồi xong phim, Hunter Sen chết luôn. Rồi xong phim, win được á. Rồi, đây là ạc của bạn Nguyễn Đình Tân nha. Bây giờ mình sẽ đến với một ạc của một bạn tiếp theo nữa. Rồi, một ạc nữa thôi là vừa đủ rồi. Ok, bạn tiếp theo sẽ là bạn Trường Marvel hả?
bạn trường Marvel với Avatar ở đây là mình không biết là nhân vật gì trong game gì nữa. Rồi hình bìa là giống như là nữ hoàng Ai Cập. Đây, đọc tên là các bạn cũng nhớ đó, trường Marvel nha. Ok, vậy là bạn trường Marvel có gửi nick cho mình, nhưng mà rất là tiếc là mình vào không được rồi, chắc là mật khẩu đã bị đổi. Ok, mong ở kỳ 2 thì bạn sẽ có tham gia và sẽ được gửi cho mình một cái nick nào đó để mình sau nha. Bây giờ đến lượt bạn tiếp theo là bạn Đạt Thành. Bạn này mình thấy hình quen quen nha, như có mình đã từng trải qua rồi. Ok, vậy thì mình sẽ bỏ qua và mình đến với bạn tiếp theo. Bạn Hoàng Đức Anh. Ui, hình avatar mà Lát rồi. nó ảo ảo, nó mờ mờ không thấy được gì cả. Nói chung là chắc là bạn, nhưng mà do quá khứ có 999 triệu người hả? Trời. Ghê đấy. Rồi bạn Hoàng Đức Anh với hình đại diện là mờ mờ ảo ảo, còn hình bìa là một cái dãy chữ gì đó. Rồi. Ok giờ sao thôi. Ok. Ok mình quay trở lại đây thì bạn Hoàng Đức Anh cũng có gửi nick cho nhiều mình nhiều lắm, nhưng mà tao nick không vào được không à. Nói chung hôm nay mình rất là đau đầu tại vì các bạn gửi nick cho mình toàn không vào được. Có vẻ như một thời gian dài thì mật khẩu nó cũng có thay đổi. Cho nên mình mong ở kỳ 2 thì các bạn sẽ gửi những cái nick chính xác cho mình nha để mình sau. Bây giờ mình đến với một bạn tiếp theo là bạn Huy Hùng. Huy Hùng với avatar là cảnh ngoài biển, rồi hoàng hôn hay là bình minh buông xuống gì đó. Giờ mình sau thôi. Ok, bạn Huy Hùng cũng chưa gửi nick luôn, cho nên mình sẽ bỏ qua luôn. Ôi giời, đau đầu với mấy bạn này thiệt đó chứ. Đây có comment rõ ràng nè, các bạn thấy không? Em anh ơi. Em mà vào tin nhắn không có một tin nhắn nào luôn. Bạn tiếp theo là bạn Phan Huy. Phan Huy với avatar là Gunny. Còn đây là cái ảnh bìa là một dòng chữ. Đây là cái ảnh bìa. Rồi, được. Phong cách tốt. Ok, như vậy là công sức của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Mình kiên trì, mình tìm kiếm và cuối cùng thì cũng đã có ặt được xong. Bạn Phan Huy cho bên Vinh My và server chơi là server 106 đảo thử luyện S1 nha. Rồi, cố gắng, nói chung là chúng ta nên cố gắng chờ đợi kiên trì sẽ thành công thôi, đúng không? Cũng như mình đây, rất là nhiều bạn không gửi nick nhưng mà cuối cùng cũng đã có rồi. Bạn này Vinh My rồi, cấp 127 lực chiến là 1 triệu tư VIP 7. Số tiền đã nạp vào game là 23.590 vàng. Cái này thì mình nghĩ là 2 triệu 3. Mình nghĩ là 2 triệu 3 rồi, tiền thiệt. 2 triệu 3 tiền thiệt nha. Rồi, về đồng đội của bạn thì Dorien có rèn được 5 món vũ khí rồi áo nón BB, rèn cũng khá phổ biến. Thời trang thì có những cái thời trang cũng rất là đẹp. Ui có một bộ thôi nhưng mà rất là chất lượng. Thời trang súng laser rất là chất lượng. Rồi, còn về trác quỷ thì mang trái tri thức, trái ghi phin, giúp cho các màu xanh lớn và trái lốc xoáy giúp cho tiết quái. Rồi, ok. Bích cưỡi của bạn thì có rồng xanh, vật trí tuệ, cá heo tinh linh, Wover, vịt caro, vịt tia chớp, vịt máy. Rồi, đây là rồng xanh. Rồi, 8 con. Rồi, những đồng đội khác của bạn chơi nữa thì có Zoro hả? Không có. Chopper Haki, Fukabushi, Luffy, Sura. Trái nục Neko, đây là trái Neko ghép với dừng lại. Ủa phải không? Đâu phải. Này là trái ghi phim mà. Vai Neko đâu rồi? Đây Neko ghép với tri thức nè bạn. Đây là Luffy Sura nha bạn. 66% ngọc. Gimbal Sura thì bạn đã chơi các màu xanh lớn ghép với hổ đen với lại tri thức để nhanh có nọ. Đây là Aoki, đây là Lao Sura. Nói chung là những đồng đội rất là phổ biến thôi. Nick 127 1 triệu tư thì cũng tương đối là ổn định, khá là ổn định đấy. Trong túi của bạn thì có cũng một số bộ đồ vặt vãnh bình thường. Trong kho thì báu vật rau đen rất là nhiều luôn, 6 cái gen ác quỷ. Nó hồi đó kìa. Đó là cái bình dành á. Mình nhặt có bố á, ba cái. Rồi 6 cái gen ác quỷ nha bạn. Nhưng mà tinh hoa ác quỷ không đủ rồi, cho nếu không là chúng ta có thể tinh hợp lên trác quỷ 7 sao có thể chúng ta mở. Rồi, dứt trận đấu trường rồi mình sẽ kết thúc clip ngày hôm nay. Anh em nhớ like mạnh video, subscribe kênh và cái quảng cáo cho mình nha. Còn bây giờ thì chinh chiến thôi. 127. Ở đây bạn nhỏ nhất là cấp 129. Top 55 nhất luôn. Chắc là thua rồi đó, mình nghĩ chắc là thua rồi. Hơn mình tới 2 cấp sao chơi. Có thể tuyển mỗi Eva. Rồi vậy là Lao Shike của mình đã chích thành công được nhân vật chính rồi. Sau đó Gimbal của mình tung ra cú đấm ngàn cân, giết được hai con. Đó là Brook và Ken.
nhưng mà chính với Jim Bell bên kia thì trâu quá, không có giết được. Rồi, ok, bây giờ thì mình đã nhận ra được một điều rất là hay, đó là nếu mà mình nghĩ là ít bữa nếu mình lượm được cái hổ đen là mình sẽ ghép cho Jim Bell của mình đấy. Jim Bell đấm, nếu mà đấm mạnh là sát thương phụ, có thêm sát thương cộng thêm nữa, đã bạn có thể nhìn thấy cộng thép. Ui, không có rồi, lâu lâu nó ra được một lần hay sao á. Cố gắng, nói chung này trận này chưa chắc là mình thua. Ô mẹ ơi, cái gì xảy ra vậy? Jim Bell mạnh nhờ, nhưng mà không sao, Jim Bell mạnh thì Jim Bell mạnh chứ ngán gì. Này thì mạnh này con ra chết, trái quỷ hổ đen đã xuất hiện và giết nhân vật chính. Ủa, đúng là nó cái trái nó khủng khiếp. Jim Bell có một mình có nọ rồi, đấm thằng này một cái là cũng gần chết. Này nè, có sát thương hả ta, sát thương phụ, sát thương phiết gì, sức chiêu đi, nó hồi máu kia, đấm nó rồi xong rồi nhưng mà chết. Hên quá, chết rồi. Ui trời, mạnh vãi chưởng. Vậy là mình win và lấy được cái top 55 ngon lành rồi. Rồi, ok, clip của mình tới đây thôi. Và tí nữa mình sẽ ra tiếp sau hoạt bát tiếp theo của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chúc anh em buổi trưa mát mẻ. Và đừng quên like video và kết quảng cáo ủng hộ cho mình đó. Bye bye nha.